Rô à, má biết là con gạt má, con chỉ giả bộ câm thôi. Con nói được, chính ba con á đã nói hết cho má nghe rồi. Bây giờ má là má của con, má yêu cầu con không có gạt má nữa. Nói đi. Nè, má nói rồi nghe chưa? Mà con vẫn cố tình im lặng như vậy thì bây giờ má sẽ tách con ra khỏi con Ly. Má sẽ đưa cho con đi một nơi khác thật xa, mà dưới sự kiểm soát gắt gao của ba má, nếu con có tình trạng giả câm như vậy hoài. Bây giờ nói không? Thôi được rồi, con đừng có tưởng là má nói giỡn nha. Má sinh con ra còn không có khuyết tật gì hết á. Con đừng có giả bộ má vậy hoài. Bây giờ má sẽ đưa con qua bên nhà ông Năm đó để trị bệnh. Trị đến khi nào mà con nói được á, má mới rước con về. Chị Nguyệt ơi! Cái gì? Ông Năm đó, ông Năm rước con về bển đó. Nói đi, không là đi theo ông Năm qua bển ở đó. Nói đi. Được rồi, con cứng đầu chứ gì. Để coi ai cứng đầu hơn ai nha. Má nói là má làm đó. Vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà hết hồn dữ vậy? Chết rồi, bị cái gì vậy hả? Bị gì đâu? Chảy máu mũi hả? Đâu có. Hay là chảy máu miệng? Đâu có. Vậy chứ sao mang cái cục gì vậy? Trời ơi, cái này là cái khẩu trang của tôi đó. Cái khẩu trang? Khẩu trang gì vậy? Tôi mới sáng chế ra cái khẩu trang này, độc lạ lắm. Tự bên nhà tôi qua nhà chị nó khói bụi dữ lắm. Đó, khẩu trang nè, đeo vô nó lọc không khí. Giờ cái mình lấy cái khăn này ra mình giặt, đó, mình xài mãn đời mình không có mua một cái khẩu trang nào hết. Nóng phải không? Lào. Tắm phải không? Lào. Bàn mà có dơ lao luôn. À. Ê, trời ơi sao tôi ngu vậy trời. Đó, cái tôi đặt cái này là cái khẩu trang đa năng. Để bữa nào tôi tặng chuyện cái. Thôi vậy hả? Ừ. Trời ơi, nè. Mang cái khẩu trang vậy đi ra ngoài đường vòng vòng cho bà con lối xóm người ta thấy á. Ừ. Rồi người ta có nói gì không? Trời ơi, tôi nói quá trời chị. Có nói gì? Đặt hàng liên tục. Đặt hàng? Ừ. Có không? Có chồng có. Người ta thấy người ta thích dữ lắm. Chị cứ tưởng tượng nó là cái khẩu trang thì nó là cái khẩu trang. Tại vì trong vũ trụ này mình tưởng tượng cái gì nó ra cái đó. Hiểu không? À, năm sáng chế mà chưa hết đâu, còn nữa nè. Cái gì nữa? Tôi biết qua nhà chị thế nào cũng nóng hết trơn. Đó. Quạt thần kỳ. Mau. Cái này là cái quạt đó hả? Chơi cái gì? Trời ơi, chút xíu sao mát trời. Trời ơi, bà đừng có xúc phạm tôi nha. Năm sáng chế này làm cái gì cũng phải mát hết. Bà nghe gió vù không? Có bữa tôi ngủ quên tới sáng, trúng gió đi bệnh viện đó bà. Phải không? Biết hết á. Mát không? Mát. Mát không? Không. Gì vậy? Bà phải tưởng tượng nó mát. Trong vũ trụ này tưởng tượng cái gì nó ra cái đó. Bây giờ bà tưởng tượng ở Đà Lạt đi. Nhắm mắt lại. Đã đâu? Không. Trời ơi, bà phải tưởng tượng giùm tôi chứ, nói chuyện với bà quỳ trước. Ơi, sáng chế là nhiều quá ha. Ừ? Mà từ hồi mà ông sáng chế là nhiều ơi là nhiều mà ông hứa ông tặng tôi chưa thấy cái món sáng chế nào ông tặng cho tôi á. Tại vì nó chưa có thành công quy mô. Nếu mà nó thành công rồi là tôi sản xuất đại trà luôn đó. Vậy tôi tặng cho bà sao? Ha. Rồi giờ sao? Kêu qua đây làm gì đây? Rô. Sao? Tôi tính nhờ anh á giúp đỡ đem thằng Rô qua bên nhà của anh để sinh sống tạm thời gian được không? Là chị cho nó qua nhà ở với tôi hả? Anh yên tâm đi. Ăn ở ngủ nghỉ hao tốn bao nhiêu á, tất cả chi phí tiền bạc tôi lo hết cho. Thôi, không có tiền bạc gì hết. Người ta nói ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Nhà tôi bây giờ là vắng vẻ cô quạnh lắm. Ừ. Cho thằng con trai vậy nó qua nó sống với tôi một thời gian để cho nó líu lo, nó nói chuyện cái trong nhà mình nó vui vẻ. Tao nói đời tôi nó phơi phới trở lại liền. Chà, cái vụ này không dám hứa nha. Ủa sao vậy? Khó lắm. Sao? Nó không có nói. Gì vậy? Nó câm. Bà đừng nói nha. Nó nói chuyện lành lắm nha. Nhưng mà bây giờ đang có bệnh. Chính vì như vậy á, tôi mới là nhờ anh là rước nó qua bên nhà anh để anh trị bệnh. Là nhiều khi thay đổi môi trường, thay đổi cuộc sống nó sẽ nói được. Đó, anh yên tâm đi. Tôi cũng phải bác sĩ nghe, sao mà làm được vụ này? Thì đó, anh là nhà sáng chế. Ở trong cái vũ trụ bao la, mình tưởng tượng được cái gì là nó sẽ được cái đó. Anh cứ tưởng tượng là anh là bác sĩ trị bệnh được nó thì anh sẽ trị bệnh được nó. Sao bạn cắp cái câu của tôi? Thì đúng thôi, ha. Bây giờ giao cho tôi phải không? Ừ. Tôi mổ xẻ gì là chuyện của tôi nghe. Rồi. Xảy ra nè. Cái gì vậy? Khám. Nó bị ác khẩu hả? Cái gì? Đang làm đó cái gì vậy? Làm gì vậy? Khám coi tại sao nó bị ác khẩu, nó không nói chuyện được chứ không? Nó ác khẩu chứ đâu lỡ miệng nó chọc thằng Biên vô cổng. Thôi được rồi, về bển đi. Chú Năm chữa bệnh cho con sao nghe. Cái gì?
tốn kém bao nhiêu á cũng được hết á, ráng giúp nha. Yên tâm, tôi có nhà tài trợ rồi, ăn uống bà khỏi lo. Lê, Anh muốn cái gì nữa? anh qua đây anh mua bánh tráng. Anh đừng có nói với tôi là bà nội anh thèm ăn bánh tráng nữa Bà nội anh thèm ăn bánh tráng thiệt á. nha. Trời, bà nội thèm ăn bánh tráng hả? Vậy thì anh cứ lấy cho bà nội ăn đi nha. Trời ơi, cháu giờ đâu có tính tiền bà nội đúng Em á ghẹo anh ngoài nha. không? Bà chồng anh vui mà. Cuồng ra, cuồng ra coi. Gì vậy, gì vậy? Mày qua đây làm cái gì? Mày mua bánh tráng. Ai cho mày qua đây mua bánh tráng? Tụi khác xong đi mua. Sao vô lý quá vậy? Nhà tôi bán bánh tráng người ta qua mua thôi, tự nhiên cấm cho người ta mua là sao? Nhưng mà tôi không thích nó qua nhà của em mua bánh tráng, tôi không thích. Trời đất ơi, sao anh ngang ngược quá vậy? Làm gì có chuyện đó. Tôi không thích, bây giờ tôi không thích nó làm gì. Tôi thích ăn bánh tráng đúng không? Đúng. Đi ra đầu sớm mua bánh tiêu ăn đi nha, đi nhanh lên. Ấy vậy đâu có được. Cái gì? Ấy đại sứ tôi lấy bánh tráng cho anh. Không có bán cho nó. Bây giờ nói không? Đi không? Đi không? Không. Mày không đi hả? Không đi tao đánh cho mày chết. Mày ấy, 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 anh làm cái gì vậy? Trời ơi, anh làm đúng cái gì rồi, vậy? Đúng rồi. Trời ơi, ấy tôi đúng chưa rồi. Trời ơi, Cô. anh làm được. Rồi quyết định vậy nha. Chết rồi. Gì vậy? Con tôi nó té. Trời ơi. Cô ăn đi. Ấy, rồi. Tỉnh lại. Trời ơi. Trời ơi, tỉnh lại chứ sao vậy? Vậy hả? Cái gì mà ôm sùm vậy mấy đứa? Thằng Rô nó quýnh con. Ê, trời ơi. Thằng Rô nó quýnh con. Nè. Thằng Rô nó quýnh. Mà lúc mà nó quýnh con á, nó có nói không? Nó nói là nó quýnh cho con chết. Nó nói là nó quýnh cho con chết. Dạ. Mà con thấy nó nói, tai con nghe, mắt con thấy. Đúng rồi. Trời đánh đau lắm hả con? Rồi, rồi, qua má biểu. Con má biểu. Về đây con. Nó đánh con đó. Mình tỉnh, mình tỉnh, mình tỉnh. Tại sao mày quánh nó vậy hả? Bây giờ kìa nè, đánh nó đi. Rồi con phải nói nghe chưa? Nói đi. Nói đi. Nói đi. Nói đi. Mày đàn ông con trai giống như đàn bà vậy. Cái họng mày lớn tiếng quá à. Mày phải im lặng, tao mới nghe con tao nói được chứ. Tao quýnh tôi đau quá, sao bắt tôi im được. Giờ mày ráng mày im đi, để tao nghe tao nói tao buông mày ra. Chứ mày la hoài tao để tao đánh hoài đó. Im chưa? Ráng cố gắng được chưa? Rồi chịu đựng, rồi quýnh đi. Sáng năng rồi, chịu đựng. Nói đi con, nói đi, nói đi. Rồi, phát, phát, phát. Ủa, phát. Sao con không nói? Mày nhục nhục rồi. Trời ơi. Đây, Rô nó nói. Chắc còn chết tám kiếp quá à. Đi đi, đi, biến đi, biến đi. Thôi. Thấy ghê quá vậy. Anh Năm. Hả? Đó. Tôi giao thằng Rô cho anh đó. Anh dẫn nó về nhà đi. Ăn, ở, trị bệnh, thuốc men. Tất cả các cái bao nhiêu tiền tôi trả hết. Bao nhiêu tiền của chị mua được cái mạng tôi? Là sao? Thôi, tôi không dám nhận nó về bển đâu. Tôi tưởng tượng có một ngày chị ban ở trong nhà tôi, chị ôm tôi lại cho con, chị quýnh giống y như nãy, chắc tôi chết. Là khỏi, khỏi. Đó, không phải đâu. Nó làm như vậy là tại vì nó ghen với con Ly đó. Hễ đứa nào mà yêu con Ly là làm vậy đó. Trường hợp đó đánh anh là chỉ khi nào anh yêu con Ly nó mới đánh anh thôi. Bậy bạ nè. Nãy tôi trâu già khoái gặm cỏ non, tôi gì mà yêu con nhỏ đó hả? Thì đó, anh không yêu đó là sao sợ rô quánh anh được. Có nghĩa là thằng này nó chỉ quánh tình địch của nó thôi, phải ừ. không? Nghe, giúp tôi đi nha. Bao nhiêu tiền cũng được nha. Được, nếu mà nó chỉ quýnh tình địch đó thôi thì tôi nhận. Rô con, cáo biệt mẫu thân, theo chú lên đường. Thôi vậy tôi đi nha. Việc đầu tiên về bển là phải chế cái chuồng nhốt nó lại đó. Đây. Ngó cái gì? Hồi đó má cô đầy cô rồi đó, cũng không được cái gì hết á. Bây giờ tới phiên tôi nè, tôi đầy thằng con trai của tôi đi xa đó. Làm ơn nghe chưa, đừng có tìm kiếm nó nữa. Vui quá. Trời trời trời, anh mới đánh vậy mà em vui được hả? Bữa nào giờ ông Năm với tôi nghe. Thôi thôi thôi, nhà ông Năm có ru quả nó xúc nữa sao? Thôi anh về nha, anh về nha, bữa sau không lại. Ê ê, không có bánh tráng nữa hả? Thôi bữa khác mua.
Rồi, xong. Xong là hư rồi đó. Ở ngày có thằng rô qua đây tới giờ, sửa cái gì cũng hư, sửa cái gì cũng hư. Ráp đồ lúc nào cũng dư một hai con ốc. Bé thằng này nó xui dữ gì hả ta? Rồi nó đâu mất tiêu rồi. Té xong té giếng gì không nữa. Rồi ơi. Rồi. Rồi, đi dạo vòng rồi đó hả con? Đáp xuống vị trí quen thuộc đi. Trời ơi, tao không có muốn sống như vậy nữa. Mày làm ơn mày mở miệng, mày khai khẩu, mày nói chuyện với chú Năm được không? Hay, hận thù tình yêu cái gì mà dữ vậy? Tới nỗi mà nuốt lưỡi luôn hả? Nè, thân thể là cha mẹ sinh ra nha. Mày mà quỷ hoại cái kiểu đó là tội chết nha. Đất không chịu trời thì trời chịu đất thôi chứ biết sao giờ. Con trai, bây giờ là chú Năm dạy con nói chuyện nghe. Tối nay muốn ăn gì? A N ăn. Ai ai cờ ai cay sắc cái. Di di quyền gì? Ăn cái gì? Nói. Đó, ăn gì? Hộp dịch hả? Gì vậy? Trời ơi. Bây giờ mặt tao bộ buồn ngủ lắm hả mày? Ăn gì? Hủ tiếu nha. Ha. Mày làm thinh là coi như tao mặc định là ăn hủ tiếu á. Rồi yên tâm. Tối nay chú cháu mình có hủ tiếu miễn phí ăn. Ây chà. Ly. Trời ơi, anh có thể thôi gọi tôi bằng cái giọng nói mà giọng lên từ âm phủ được không vậy? Như nổi hết da gà rồi nè. Nếu như Ly không thích, anh sẽ thay đổi. Ly, lấy cho anh 20 bịch bánh tráng. Bà nội muốn ăn bánh tráng của cháu dâu. Là gì? Anh coi tôi là ô xin nhà anh đó hả? Mà kêu tôi lấy 20 bịch bánh tráng cho anh ra lệnh vậy luôn hả? Không có, không có. Em là cháu dâu của bà nội anh. Dâu hồi nào? Cưới hồi nào mà dâu? Thì từ từ cũng cưới thôi. Bây giờ chưa cưới, lấy nhiều? 20 bịch. 20 bịch hả? 200 ngàn. Ủa, sao kỳ vậy? Bữa em nói là nếu mà bà nội muốn ăn á thì anh qua lấy thoải mái, sao tự nhiên nay tính tiền vậy? Ủa, qua lấy thoải mái mà tôi đâu có nói là tôi không tính tiền đâu. Ha. Ủa, mà sao tính tới 200 ngàn luôn? Mắc lên 4 lần so với người bình thường luôn. Thì người ta nói là ba cho người trong nhà phải mắc hơn người ngoài đường chứ. Bán cho người yêu là giá khác đúng không? Không sao không sao, coi dù mắc gấp 10 lần anh cũng chịu. Trời ơi, tiền thật cái gì? Trời anh kỳ quá, rất đêm dở có tiền bạc gì đâu. Kỳ vậy? Bà nội thích anh 20 bịch bánh tráng phơm, không mấy em đưa cho anh 200 bịch bánh tráng luôn nha. Để cho bà nội ăn đến khi nào mà bà nội ngán thì thôi ha. Ôi, ngoan quá. Có người mới rồi mà anh vô còn không chịu quên nữa. Anh Sơn, chúc mừng nha, chúc mừng có tình yêu mới. Mai mốt mà đám cưới á thì tôi với anh làm đám cưới chung nha. Tại vì có 2 cái đám cưới lận, mai mốt á mình là hàng xóm chung với nhau rồi. Được á, được á. Nhớ nha. Thôi để tôi vô tôi báo cho anh rồi mừng. Ok, bye bye. Không, cái gì? Ủa, sao kỳ vậy? Cái gì? Quên tránh không? Em chị Năm, hôm nay chị muốn ăn cái gì? Chị hủ tiếu. Chị muốn ăn hủ tiếu hả? Em đi mua liền cho chị Năm. Em đi 2 tô. Chị Năm ăn 2 tô lần hả? Chị Năm, mai mốt á chị Năm có giận dò gì á chị Năm ghi một chỗ thôi. Chị Năm ghi nhiều chỗ quá nhiều khi em không thấy hết á, rồi chị Năm đã trách em sai sót nữa, tội em. Thôi em đi mua liền cho chị Năm nghe.
Được, mua hủ tiếu chỗ này chấp nhận được. Dặn rồi tối mới ăn, đem qua cúng sớm. Giờ nổ tè le tắt lét hết trơn. Ơi, thôi ăn đi con. Nóng không? Nóng rồi, để chú Năm bật lên cho nó mát. Đó, rồi. Tao là tao phục vụ mày tận tình, nhiệt tình, chu đáo luôn đó. Ăn đi con. Nè, mày mốt muốn ăn cái gì vậy? Muốn ăn món gì cứ nói chú Năm. Tao có nhà tài trợ mà, tao viết miếng giấy tao để lên, bảo đảm ngày mai có món đó liền nha. Muốn ăn cái gì thì cứ nói nha. À quên, mày bị á khẩu đâu nói được. Mày mốt viết ra giấy đi, tao để miếng giấy lên bàn thờ ha. À khoan nè, bị á khẩu ăn nước lèo với hủ tiếu thôi, cái móng này để chú nha, ăn nó mắc cổ. Mà không được, tao nhận lời của ba má mày. Bây giờ tao ăn cục thịt của mày, ba má mày biết rầy tao. Thôi ăn đi. Trời ơi, mà tao nói thiệt á, sao ở nhà đi giờ buồn quá con. Mày thấy tao nói nhảm không? Biết là tao nói chuyện giống như tao chuyện mình vậy. Có hai người, mày không nói, giờ tao mà không nói luôn, biết là chắc tao quên tí việc quá. Chịu khó nói. Mà tao nói mày nghe nè, ráng hết bệnh đi, đang nói chuyện với chú Năm nghe. Riết rồi bây giờ ở trong. Thôi, chú Năm không nói nữa đâu, con ăn đi. Xích cái quạt qua đây cho con mát nè. Đó. Ăn nữa không? Cho thêm miếng củ cải trắng nè. Đó. Cho mày luôn cục giò nè. Thấy chưa? Nhớ nói má mày á, cho thêm hủ tiếu nè. Cái gì vậy? Ăn từ từ thôi. Nhả ra, nhả ra, nhả ra. Trời ơi, bình tĩnh, mấy cái này chú Năm giải quyết được hết. Trong vũ trụ này cái gì mà tao làm không được. Đó, đèn pin. Anh hai con mắt ra coi. Quên, quên. Mấy mắt cổ mà tao coi con mắt làm chi. Trời ơi, mày ngậm một họng hủ tiếu rồi. Đi vô trong nhả ra. Ăn uống cái gì mà phàm phu tục tử quá à. Nè, coi chú Năm thì ăn mà học hỏi nè. Ăn từng sợi thôi. À, vậy là đâu có mắc cổ được. Cứ từ từ. À. Mắc cỏ tan nha. Cái gì vậy? Mẹ già, đang ăn là hết hồn hết vía. Bác qua tan cái gì? Nghi anh lắm mà. Chứ làm gì mà có người mất nào mà biết ghi hai chữ hủ tiếu với bàn thờ hả? Rồi hả, còn đời hai tô nữa chứ. Thì tôi ăn á rồi sao? Ủa, bà thề là bà qua đây bà nâng hăng sữa túi mà, bà nấu cho tôi ăn mà. Hiện giờ tôi ăn là bà phải vui chứ, mắc gì đâu mà bà hạch sách tôi. Đúng không? À ha, vậy cũng được. Miễn sao á là Năm ăn cái gì của Sáu mua là cũng được hết á. Sáu mua cho Năm ăn hết. Hay không? Rồi, ăn. Vậy thôi nín đi, đừng nói nữa. Nghe, để tôi ăn. Sao kỳ vậy ta? Sao mà ăn tới hai tô? Anh Lâm. Gì? Anh quá đáng lắm nha. Quá đáng vụ gì? Bây giờ Năm muốn ăn cái gì Sáu mua cho Năm ăn cũng được. Đằng này hả, bắt tôi mua luôn cho nhân tình mấy người ăn là sao? Cái gì vậy mẹ? Sao nợ đối xử với tôi như vậy? Trời ơi, tôi thủ thiết thờ vợ tôi mà. Nhân tình nhân ngã gì ở đây? Vì sao khi mua hai tô nè? Tôi ăn đó. Tôi ăn một tô không no, tôi giọng hai tô, được chưa? Ủa, tôi ăn nhiều thì bà phải vui chứ. Mắc gì bà ngồi để bà khóc lóc bà tru tréo. Vậy thì được. Giờ tôi ăn được chưa? Năm ăn đi. Hủ tiếu ngon. Cảm ơn con. Ê, cái gì vậy? Tôi hỏi bà cái gì mới đúng á. Sao thằng này ở đây mà nó còn ăn tao hủ tiếu nữa? Sao thằng nhỏ đang ăn mà bà giật? Mà cái này là Sáu mua cho Năm ăn mà. Nhưng mà nó là bạn của tôi mà, phải để nó ăn chứ. Vô đây. Ăn đi con, tự nhiên không sao hết á. Nó là bạn không, nhưng mà là kẻ thù của Sáu. Nó là bạn tôi thì phải là bạn của bà mới đúng chứ. Hiểu không?
Bây giờ tôi ví dụ nè, bà đang theo đuổi tôi. Tôi ok, tôi kết mua đen bà. Có nghĩa tôi là bồ bà. Thằng này nó bạn tôi, nó phải là bạn bà, đúng không? Ông bà mình có câu hay lắm. Muốn biết lòng dạ của người theo đuổi mình như thế nào thì hãy xem cách họ đối xử với bạn của mình như thế nào. Bà bậy rồi, quá ích kỷ. Ích kỷ tới nỗi mình lớn không nổi luôn. Không, không, không. Thôi thua, tụi mình chia tay đi. Không. Bưng hủ tiếu về, trả con không, ơi, trả không, con không, trả. Ăn đi Năm, luôn. Con ăn đi con. Rồi, ăn đi con, ăn từ vô con. Ăn nhiều con. Ăn nhiều nha, rồi, ăn. À, không. Bà để nó ăn được không? Được, tôi chết nó mắc nghẹn. Nước. Mà bà để nó uống được không? Được. Bà để hai chú cháu tôi tự nhiên được không? Được. Bây giờ muốn phục vụ phải không? Cầm quạt cho nó đi. Cầm quạt hả? Quạt trên, quạt dưới, quạt cho đựng mũi. Ăn đi con. Bữa nay nhà chú Năm mới mướn một ô xin. Gấu lắm. Đi con. Mày hay lắm. Hãy đợi đấy. Đứng lại coi. Đứng lại. Cứu tôi nhanh lên, cứu tôi. Cứu tôi đi. Hả? Nè, xin giới thiệu với anh nha, người đàn ông cao to lực lưỡng này là bạn trai của tôi đó. Hả? Phải gì đó rồi. Cái ông này á, ở bên xóm kế bên của tôi mà tôi không chịu, cái rượt tôi chạy vậy đó. Giao bộ giúp tôi nha. Tao biết mày nè, mày là trai sớm làm bên đúng không? Mày qua đây mày cua gái sớm làng này á, không được thôi, làm gì dí quánh ghê vậy? Đúng rồi đó, làm gì nó ghê vậy? Cô ta nợ tiền tôi đó. Có nợ tiền cái gì? Nợ tình, mà nợ tình không trả không có sao đâu. Không ra không được hả? Nói đi. Bây giờ là nếu nợ tình không trả cũng được, rồi sao? Đúng rồi. Cô ta đến quán má tôi ăn, xong rồi còn đãi bạn bè, xong rồi bỏ chạy là sao? Vậy là nợ tình hay nợ tiền? Sao đi ăn mà không trả tiền? Có tiền đâu mà trả. Đang có tiền không? Trả giùm chung đi. Đi. Tiền đâu mà trả? Đang không có tiền. Vậy bây giờ sao? Được rồi. Để đang bự con hơn, anh xử nó cho. Ừ. Lên đi. Chỗ đi lên đi. Giờ nợ tiền đúng không? Từ trả. Nợ tình không trả cũng được. Rồi có sao không? Giờ muốn gì? Không sao. Vậy là quê rồi nha. Đi vậy mới là quê nè. Vừa có sao không Đáng? Liệu hôn mình trả tiền đó. Sao không? Quê tiền rồi đó. Nó đi chưa? Đi rồi. Đi rồi hả? Vậy tôi cũng đi luôn.